Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Tôi muốn hướng dẫn cho các bạn khóa học 5 ngày hoàn toàn miễn phí xây dựng hệ thống kinh doanh online 4.0 bằng chiến lược sale và marketing tự động và dẫn đầu theo bí kíp của Google. Mình sẽ bắt đầu chia sẻ cho các bạn là 4 giải pháp để tìm kiếm nguồn khách hàng. Đầu tiên là các bạn phải đặt cho mình cái câu hỏi. 4 câu hỏi này các bạn phải tự đặt ra cho công việc kinh doanh của các bạn nha. Mỗi cái câu hỏi đó tương ứng với một cái bí quyết. Thì bí quyết đó lát nữa mình sẽ bắt đầu đưa ra từng giải pháp một. Thì câu hỏi đầu tiên đó chính là bí quyết đầu tiên. Câu hỏi đó chính là bí quyết. Bí quyết đầu tiên là làm sao để tìm được khách hàng tiềm năng? Bằng cách nào để tìm được? Bí quyết số 2 là sau khi các bạn tìm được khách hàng tiềm năng rồi thì dùng hệ thống sale và marketing bằng cách nào? Nếu mà bạn không có hệ thống sale và marketing thì bạn phải xây dựng ra nó. Vậy khi có rồi thì mình dùng hệ thống đó bằng công thức nào? Và câu hỏi thứ 3, bạn cần phải hỏi là làm sao để tôi hút trọn khách hàng tiềm năng? Và cái câu hỏi thứ 4 cũng chính là bí quyết thứ 4 là làm sao để khách hàng trung thành và tự loại bỏ đối thủ cho tôi? Đây chính là 4 câu hỏi, 4 cái bí quyết, và Thanh sẽ đưa ra 4 giải pháp để hướng dẫn cho các bạn trong buổi tối hôm nay. Rồi, đây là 4 cái giải pháp. Giải pháp đầu tiên là cái bí quyết để xây dựng ra cái hệ thống sale và marketing 4.0 tự động và dẫn đầu. Thì cái phần lớn là ngày hôm qua các bạn đã được nghe. Giải pháp số 2 đó chính là công thức mà Thanh mới vừa nói cho các bạn. Đó chính là công thức 4T và 4B để mình áp dụng cái hệ thống sale marketing 4.0 nó vừa tự động vừa dẫn đầu ha. Giải pháp số 3 đó chính là cái tuyệt chiêu mà để bạn hút trọn khách hàng tiềm năng. Và giải pháp số 4 đó là cái chiến lược mà Thanh đã học từ Google. Làm sao để mà tự loại bỏ đối thủ, khách hàng trung thành và loại bỏ đối thủ cho bạn. Giống như là Google mà đã có khách hàng rồi, thường là khách hàng trung thành với Google dữ lắm. Và không còn sử dụng những nền tảng khác. Họ đã có rồi là khách hàng thường là trung thành với Google. Theo bạn nghĩ đi, ở Việt Nam nếu những người nào mà đã sử dụng Internet, biết sử dụng marketing, biết sử dụng Internet, thì có bao nhiêu người không biết dùng Google? Có bao nhiêu người không dùng đến Google? Có khi là mình tin là nếu ai đó biết dùng Internet là không ai mà không dùng Google. Đúng không? Đó chính là cái bí quyết mà mình học từ các chuyên gia Google ra ha. Rồi, đó là 4 cái bí quyết và 4 giải pháp. Các bạn có thể là chụp lại 4 cái giải pháp này. Lát nữa mình sẽ đi vào lần lượt từng cái. Các bạn có thể chụp lại đi ạ. Mình dành 30 giây. Bạn nào quan tâm đến khóa học xây dựng hệ thống kinh doanh online bằng chiến lược marketing tự động thì hãy đăng ký vào đường link bên dưới để đăng ký học ngay. Khóa học hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn. Tôi sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống kinh doanh online 4.0 bằng chiến lược sale và marketing tự động và dẫn đầu theo bí kíp của Google. Bạn hãy đăng ký ngay vào đường link bên dưới trong phần mô tả của video để đăng ký học ngay. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn toàn miễn phí trong 5 ngày. Bạn hãy đăng ký ngay vào đường link bên dưới. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.